Xin chào tất cả các cô chú anh chị và toàn thể các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Số điện thoại liên lạc của em là 0169616604. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2018 thì nhà em có một số loại mặt hàng lan rừng. À, hôm nay nhà em có một số phần cáo tuyển giá rẻ nhé, cáo xếp V, cáo tuyển giá rẻ ạ. Và ngoài ra thì có những cái dề phi điệp tím rất là đẹp này. Rồi em còn có cái đặc biệt là có cái lô lan thiên nga đang nụ và giáng hương đuôi cáo, kg có một chút thôi. Sau đây em xin báo giá luôn từng cái loại mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn. Mặt hàng đầu tiên nhất, em muốn giới thiệu với các cô chú anh chị và các bạn đó là cái lô thiên nga. Thiên nga mới về ạ. Cái dòng lan thiên nga này thì nó là một cái dòng lan nổi tiếng, đẹp và hoa bền lâu tàn ạ. Hoa chơi rất là bền lâu tàn, hoa của nó có thể chơi đến được đến 2 tháng ạ. Và cái loại lan này thì cô chú anh chị có thể khi mà cây cho hoa thì có thể trưng trong trên bàn làm việc hoặc là trong phòng khách thì đều rất là đẹp và sang trọng. Cô chú, và cái lô thiên nga này thì mặt hoa sổ số. Và hiện thời thì hiện tại thì đang nụ nhá. Dạ, tất cả 100% cái cây thiên nga thì đều đang nụ, đang nhú nụ như thế này. Đây là những cái cây trưởng thành, đã trưởng thành ạ. Và đang cho nụ để mà cô chú anh chị có thể chơi trong cái thời gian tới này. Đó. Thì những cái chậu, những cái cây thiên nga này thì cô chú anh chị về có thể thay chậu cho cây sau khi ngắm hoa xong. Đó. Đấy, tất cả đều đang nụ như thế này và màu hoa của nó thì sổ số nhé. Và có một số cái mặt hoa của cái thiên nga này đã sổ trong cái vườn nhà. Đã sổ trong vườn nhà thì có những cái mặt hoa này, đã thấy có những cái mặt hoa này ạ. Đây cô chú anh chị cùng xem. Dạ. Dạ. Đây là những cái mặt hoa mà đã sổ ở trong trong vườn nhà. Thì ngoài ra thì nó vẫn còn có thêm một số cái màu sắc hoa khác nữa. Thì tất cả các màu sắc hoa của lan thiên nga thì đều rất là đẹp và nó là cái dòng lan cũng khá là nổi tiếng. Hoa chơi rất là bền. Giá em bán là 130.000 một cái một chậu như này, một chậu, mỗi một chậu là một cây. Và cây thì cái kích thước của cây là dài khoảng tầm 3-5-40 cm, không tính phần lá. Cây trưởng thành đã rất là to rồi. 130.000 một chậu ạ, một cây ạ. Bên này là giáng hương đuôi cáo này. Giáng hương đuôi cáo nhà em có rất là ít, hôm qua nhà em đã bỏ xỉ rất là nhiều rồi thì hiện tại còn rất là ít như thế này thôi. Đó, hàng rất là tươi này, có vài kg thôi nhá. Giá em bán là 150.000 một kg. Cô chú anh chị cùng xem, hàng rất là mướt này, cũng có cây to, cây nhỏ lẫn lộn với nhau. Đó. Có cây, nó sẽ có những cái cây nhỏ rất là xinh như này, cô chú anh chị có thể trồng chậu rất là đẹp này. Cũng có những cái cây to hơn. Đó. Đây là những cái cây đều đã trưởng thành và có làm giống để chơi trong mùa hoa năm tới nhá. Lá căng mướt rất là đẹp này, hàng cực kỳ là tươi. Đó. Thì riêng dòng giáng hương đuôi cáo thì cô chú anh chị lấy hàng càng tươi thì càng dễ trồng và dễ ra rễ và dễ thuần nhé. Giáng hương đuôi cáo thì hiện tại đang bắt đầu cho những cái rễ mới như thế này nên là cô chú anh chị ghép cái thời điểm bây giờ thì cực kỳ là thích hợp. Về cô chú anh chị về ngâm xử lý ghép lên là một tuần sau là sẽ cho ra rễ mới rồi nên là cây nó sẽ ít bị xuống lá hơn. Rồi, bên này tiếp theo em sẽ giới thiệu những cái phần phi điệp tím của nhà em này. Đó, các phần phi điệp tím của nhà em. Em sẽ giới thiệu từ hình số 1 trở đi nhé. Phi điệp tím của, đây là phi điệp tím chuẩn rừng Cao Bằng nhé, cô chú anh chị nhé. Và phi điệp tím của rừng Cao Bằng thì được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích bởi vì cái mặt hoa, có rất là nhiều cái mặt hoa đẹp ạ. Em giới thiệu hình đầu tiên thì số 1 đây ạ. Cô chú anh chị cùng quan sát kỹ giúp em. Đây hình số 1 này là một dề bao gồm có 3 thân nhé. Một dề có 3 thân. Cô chú anh chị sẽ ghép được một chậu lan rất là xinh. Phi điệp tím Cao Bằng rất là xinh ạ.
cái hình này thì em bán giá là 700.000, và cái kích thước của ba cái thân này là nó dài từ 35-40 cm đấy ạ. Đó. Nhưng mà cây hiện tại thì chưa thắt ngọn nhá. Cô chú anh chị mang về ghép, cái thời điểm bây giờ nó sẽ tiếp tục phát triển và cho mùa hoa trong mùa hoa tới này. Rất là đẹp ạ. Về ba thân cực kỳ là đẹp luôn. Có 700.000 được một giỏ lan phi điệp rất là đẹp này. Hình tiếp theo, hình số 2. Hình số 2 thì cũng có 3 thân và một thân rất là đẹp luôn ạ. Đó, rất là mướt đẹp như thế này. Có hai cái mầm này thì nó có do vận chuyển thì nó có bị xước lá một chút như thế này, nhưng mà nó không vấn đề gì cô chú anh chị nhá. Khi mà cô chú anh chị về trồng ấy thì những cái lá mới nó sẽ mọc lên thì nó vẫn cứ đẹp bình thường. Những cái lá này thì sau này đến mùa rụng lá thì nó cũng rụng thôi mà. Nó vẫn chưa thắt ngọn, rất là đẹp ạ. Hình số 2 700.000. Bao gồm có hai rề, một rề là một hai thân và một rề là một thân, rất đẹp. Hình tiếp theo, hình số 3. Hình số 3 này là một rề. Một rề này bao gồm có 3 thân rất là dài đẹp. Đó, cô chú anh chị xem. Hàng này thuộc dạng hàng đốt ngắn đấy nhá, nên là cô chú anh chị mang về trồng ấy thì nó cũng sẽ, nếu như cô chú anh chị chăm được có thể dài thêm và nó sẽ mập thêm ra thì sẽ rất là đẹp đẹp ạ. À. Đó. Thì cô chú anh chị cùng xem một rề rất là đẹp này, có 3 mầm dài và một mầm ngắn ở đây. Cái hình này em bán là 1.300.000. Đó, cô chú anh chị được một giò lan cực kỳ là đẹp luôn ạ. Tiếp theo, hình số 4. Hình số 4 đây là có một rề. Một rề thân ngắn rất là đẹp. Đó, thân ngắn nhưng mà đây các cái thân mầm này thì nó đã đều dài dài đến 40-45 cm rồi ấy ạ. Đó, rất là đẹp nhá, một rề này. Cái rề này em thấy là cái thế xòe cũng rất là đẹp ạ. Có tất cả bốn, có tất cả là 4 mầm nhá. Hình này em bán giá là 1.520.000 ạ. Đó, với cái giá như thế này thì cô chú anh chị đã được một cái giò lan rất là đẹp. Và riêng với cái hàng rề này thì khi mà cô chú anh chị ghép lên ý, thì nó sẽ ăn đứt những cái hàng rời bình thường, những cái cây nhỏ. Nhìn nó đã đẹp ngay từ ban đầu rồi luôn rồi ý. Hình số 4 là 1.520.000. Hình số 5. Hình số 5 một rề rất là to này. Đó. Cô chú anh chị đã có hình số 5 này, em bán là 1.700.000 ạ. Bao gồm có 1, 2, 3, 4, 5 thân. 5 thân là 1.700.000 tròn ạ. Cô chú anh chị đã có một cái giò lan rất là đẹp rồi. Để mà treo ngắm rồi đấy ạ. Đó, đây cũng là một rề nhá. Đó. Là những cái hàng như thế này cô chú anh chị kìa, cực kỳ là dễ ghép mà lại nhìn lại rất là đẹp. Chứ khác hẳn những cái hàng cây đơn bình thường đấy ạ. Giá thì quá là rẻ, 1.700.000. Hình tiếp theo, hình số 6. Hình số 6 này hình số 6 này em bán là 1.600.000. Hình này là có 4 thân mầm ạ. Dạ, 4 thân mầm. Và cũng là thuộc cái dòng thân mập nhé. Cô chú anh chị cùng xem rất là đẹp này. Và cũng là một cái rề, cô chú anh chị về tỉa đi một chút là ghép lên sẽ rất là ok. Đó, rất là đẹp này. Hàng bóc rừng của Cao Bằng đây ạ. Rất là đẹp. Em xin nhắc lại là cái hình này thì cái lá của nó có dập riếc dập một chút, nhưng mà không vấn đề gì cô chú anh chị nhé. Về thì những cái mầm này nó vẫn khỏe như thế này, cho cô chú anh chị về trồng nó vẫn được cái giò lan rất là đẹp ạ. 1.600.000 được 4 mầm rất là đẹp này. À, và đây còn có một cái mầm thứ 5 nữa. Mầm thứ 5 này bị gãy. Bị gãy thì cô chú anh chị về chăm sang năm thì những cái mầm bị gãy này nó sẽ lên những cái mầm gốc mới thì cái giò lan sẽ rất là đẹp này. Đó. Những riêng những cái hàng rề này thì về ghép thì miễn chê. Cực kỳ là tuyệt vời. Đó. Đây là dòng lan phi điệp tím của nhà em. Cô chú anh chị xem ạ, những cái hàng rề và hàng khóm rất là đẹp và giá cực kỳ là rẻ nhé. Tiếp theo là cái dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo thì em cũng có tất cả là 9 hình. Em sẽ giới thiệu từ hình số 1 đi. Hình số 1 này một rề ạ. Một rề có các cái ngọn, hai ngọn to và các ngọn con. Hình số 1 này nó là một rề nhá. Đây ạ, về cô chú anh chị chỉ việc
cắt bớt rễ đi và ghép lên lũa là được một cái giò lan rất là đẹp rồi này. Hình này em bán là 250.000 ạ. Hình số 1. 250.000. Đó, cây lá rất là khỏe. Riêng hàng dề về thì trồng nó nhìn chậu lan nó sẽ đẹp ngay từ ban đầu. Và cây rất là khỏe, nó gần tương đương với cả hàng thuần luôn. Hình này em bán là 250.000. Hình số 2 đây cũng là một dề này. Hình số 2 là một dề cho chú anh chị rất là nhiều ngọn. Khi chú anh chị về ép vào cái gỗ này thì cũng sẽ được một giò lan khá là xinh rồi. Rất là nhiều ngọn. Hình này em bán giá là 100.000 thôi ạ. Em không biết là bao nhiêu ngọn. Đó, đây nó chung làm chung một dề luôn nhé. Đây ạ. Năm vừa rồi thì cũng có những cây đã có hoa như thế này, rất là xinh như thế này. Về cô chú cắt tỉa đi một chút ép lên thì cây này sẽ ít bị xuống lá, tại vì phần gỗ, phần gốc của nó rất là khỏe như thế này nhá. Có 100.000 đấy ạ. Hình số 3. Một dề các ngọn xếp rất là xinh. 1 2 3 4 5 ngọn. Một giò xinh xinh. 5 ngọn tất cả. Em bán 180.000 ạ. Đó, các ngọn xếp rất là đẹp rồi. Hình số 4. Hình số 4 này thì em có một cái dề có hai ngọn xếp rất là đẹp này. Cô chú anh chị trồng vào một cái chậu thì được một giò lan rất là đẹp luôn nhé. Hai cái ngọn xếp này trồng vào một cái chậu được một giò lan rất là đẹp. Và ngoài ra thì em có hai cái ngọn xếp này nữa. Hình này em bán là 250.000 ạ. Hình số 4, 250.000. Hình tiếp theo, hình số 5. Hình số 5 là một dề xếp nhiều ngọn, xếp thẳng này. Đó, rất là đẹp ạ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngọn xếp thẳng như thế này nhá. 5 ngọn xếp thẳng tắp ạ. Cô chú anh chị trồng chậu rất là đẹp này. Hình số 5 này em bán 300.000. Đó, tất cả các ngọn đều xếp thẳng tăm tắp. Hình số 6 có 3 ngọn xếp V đẹp này. Cô chú anh chị trồng nếu như thích thì có thể trồng là 3 chậu, hoặc là nếu mà không thì tùy cái chậu của cô chú anh chị nó to hay nhỏ thì có thể trồng 1 chậu hoặc là 3 chậu đều rất là đẹp ạ. À, hình này 200.000. 3 ngọn xếp nhé. 3 ngọn xếp V 200.000. Hình số 7. Hình số 7 này có 4 ngọn xếp này. Cô chú anh chị cùng xem ạ. 4 ngọn xếp. Giá là 220.000. 4 ngọn xếp như thế này. Đó. Rất là đẹp. Có 220.000. Hình số 8. Cũng 3 ngọn xếp này. 3 ngọn xếp. Dạ. 3 ngọn xếp xinh rụt đẹp như thế này. Hình này 200.000 ạ. Hình số 8 cũng 200.000. Hình cuối cùng là hình số 9 này. Hình số 9 là có một cái, đây, dân họ bắc ở trên rừng về. Em nhìn thấy nó gần giống như là hàng nguyên bản luôn rồi ạ. Đó, cô chú anh chị về ép lại vào cái giá thể, chuyển phát nhanh ép lại vào cái giá thể, cô chú được một giò lan đẹp rồi nhá. Sẽ rất là ít bị xuống lá và cực kỳ là nhiều ngọn. Hình này em bán là 250.000 này. Các ngọn đều khỏe và đều cho hoa hết rồi nhá. Dạ, cô chú anh chị cùng xem. Năm cũ đều cho rất là nhiều vòi hoa như thế này này. Đó, có những vòi hoa rất là dài. Đẹp luôn ạ. Đấy, rất là đẹp, 250.000 quá là rẻ nhá. Rồi, đây là các cái mặt hàng lan hôm nay nhà em có, rất mong tất cả các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em. Và xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.